Xin chào các bạn khán giả của Khoa học Quân sự. Các bạn thân mến, năm 2021, Việt Nam được đánh giá cao về mặt quân sự khi xếp thứ 24 trong bảng xếp hạng sức mạnh quân sự năm 2021 do tổ chức Global Firepower công bố. Không chỉ thế, mặc cho được đánh giá là có ngân sách quốc phòng thấp, nhưng những năm gần đây, công nghiệp quốc phòng Việt Nam có những tiến bộ vượt bậc khiến nhiều nhà quan sát quân sự ngạc nhiên. Thậm chí, một số quốc gia còn đánh giá Việt Nam là hình mẫu đáng tham khảo. Và điều giúp chúng ta có được vị thế như vậy chính là dàn vũ khí cực đỉnh mà quân đội Việt Nam đang sở hữu. Không chỉ thế, sự kết hợp của những vũ khí mạnh nhất Việt Nam này còn được các chuyên gia quân sự đánh giá là sự kết hợp hoàn hảo của con hổ đang phát triển ở Đông Nam Á. Vậy thì đó là những vũ khí nào mà lại giúp sức mạnh của quân đội Việt Nam ta vươn tầm trong khu vực như vậy? Mời các bạn khán giả sẽ cùng chúng tôi tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Vũ khí đầu tiên mà chúng tôi muốn nhắc đến trong danh sách này cũng là vũ khí được đánh giá là đắt đỏ và nguy hiểm bậc nhất Việt Nam. Đó là đội tàu hộ vệ Gepard 3.9, niềm tự hào của Hải quân Việt Nam. Theo đó, việc sở hữu đội tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 được đóng tại nhà máy đóng tàu Zelenodon Gorky, Cộng hòa Tatarstan, Liên bang Nga. Cũng là lần đầu tiên Hải quân Việt Nam sở hữu những chiếc tàu mặt nước có lượng giãn nước trên 2.000 tấn. Nhờ đó, Hải quân Việt Nam đã tạm biệt thời đại hoạt động ven bờ, chuyển sang giai đoạn hoạt động ở khu vực biển gần. Không chỉ thế, Gepard 3.9 tốc độ tối đa đạt 28 hải lý trên giờ, tức là hơn 45 km trên giờ. Tốc độ tiết kiệm nhiên liệu là 18 hải lý trên giờ, gần 29 km trên giờ và hành trình tác chiến tối đa lên tới 5.000 hải lý, hơn 8.000 km. Vì thế, nhờ được trang bị Gepard 3.9, phạm vi tuần tra của Hải quân Việt Nam có thể bao phủ toàn bộ Biển Đông. Đáng chú ý là hỏa lực của loại tàu chiến mặt nước này. Được biết, những chiếc Gepard 3.9 mà Nga chế tạo cho Việt Nam là phiên bản thời bình, được bố trí 8 quả tên lửa hạm đối hạm KH-35. Bên cạnh đó thì nó còn dẫn đường bằng quán tính và radar chủ động với tầm bắn tối đa 130 km và tốc độ bắn tối đa là 0,9 Mach. Hiện tại trong biên chế của chúng ta đang có 4 tàu hộ vệ loại này, dự kiến trong tương lai sẽ nhận thêm 2 chiếc nữa từ Nga. Đặc biệt, hai chiếc sắp tới, chúng ta nhận sẽ được trang bị giếng phóng tên lửa thẳng đứng. Theo kế hoạch sơ bộ, những chiếc Gepard 3.9 thuộc giai đoạn tiếp sẽ được trang bị tên lửa hạm đối hạm siêu âm có tầm bắn trên 290 km. Điều này giúp cho lực lượng tên lửa hạm đối hạm của Hải quân Việt Nam chiếm được ưu thế rất tốt về kỹ thuật trong khu vực nói riêng. Cũng là một vũ khí nguy hiểm khác, nhưng không phải là chiến thần trên mặt nước mà vũ khí này lại được mệnh danh là quái vật nằm sâu trong lòng biển. Đó chính là các tàu ngầm, cụ thể là 6 chiếc tàu ngầm lớp Kilo, sát thủ Biển Đông của Việt Nam. Đây cũng chính là vũ khí thứ hai mà chúng tôi muốn nhắc đến. Được biết, tháng 12 năm 2019, Việt Nam lần đầu tiên ký hợp đồng mua của Nga 6 tàu ngầm lớp Kilo thuộc dự án 636 Vasa VNK, NATO định danh là Kilo cải tiến, trị giá 2 tỷ đô la Mỹ. Đây là một trong những hợp đồng lớn nhất lịch sử xuất khẩu khí tài hải quân của Nga. Bỏ ra số tiền 2 tỷ đô la Mỹ vào thời điểm đó để đầu tư tàu ngầm không phải là một số tiền nhỏ, thế nhưng quả thực, 6 chiếc tàu ngầm lớp Kilo này đã không khiến chúng ta phải thất vọng và nó cũng được đánh giá là mở ra trang sử mới trong lịch sử phát triển của Hải quân Việt Nam. Theo đó, tàu ngầm lớp Kilo được biết đến là tàu ngầm tấn công chạy bằng động cơ diesel điện, có nhiệm vụ tác chiến chống hạm và chống ngầm. Nó là tàu ngầm thuộc thế hệ thứ 3, loại tiên tiến nhất trên thế giới, dài gần 74 mét, rộng 10 mét, lượng giãn nước 3.100 tấn, tốc độ 20 hải lý trên giờ, tức là vào khoảng 37 km trên giờ, lặn sâu tối đa 300 mét, hoạt động độc lập 45 ngày đêm, thủy thủ đoàn 52 người. Bên cạnh đó thì tàu còn được trang bị 6 ống phóng ngư lôi đường kính 533mm. Song, vũ khí uy lực nhất là tổ hợp tên lửa hành trình đa năng Kalab S. Tổ hợp này gồm ít nhất 5 mẫu tên lửa khác nhau, giúp chỉ huy tàu ngầm lựa chọn linh hoạt vũ khí trong tác chiến. Nhờ sở hữu quái vật này mà sức mạnh tác chiến ngầm của Hải quân Việt Nam đã tăng lên rất nhiều. Thậm chí một số chuyên gia quân sự còn đánh giá so với 8 tàu ngầm lớp Kilo Project 636 do Hải quân Trung Quốc mua. Tàu ngầm lớp Kilo của Hải quân Việt Nam được hiện đại hơn với nhiều công nghệ và vũ khí tiên tiến. Hiện tại, với số lượng tàu ngầm lớp Kilo như vậy, biên đội tàu ngầm của chúng ta hiện cũng đang có quy mô lớn nhất ở khu vực Đông Nam Á. Không chịu thua kém chị em, cũng là một ứng viên giúp Việt Nam củng cố sức mạnh quân sự trong khu vực Đông Nam Á. Tên lửa chống hạm K-300 Passp, chứ danh, linh hồn lá chắn thép của Việt Nam là vũ khí thứ 3 có mặt trong danh sách này.
với một đất nước có đường bờ biển dài như Việt Nam chúng ta, đặc biệt là vùng Biển Đông. Làm thế nào để bảo vệ trọn vẹn lãnh hải của Tổ quốc luôn là một vấn đề nan giải của Hải quân Việt Nam. Và tên lửa phòng thủ bờ biển K-300 Bassam P mà chúng ta mua từ Nga đã vừa vặn làm tốt nhiệm vụ ấy. Được biết, hợp đồng mua 2 tổ hợp tên lửa bờ K-300 Bassam P cùng 40 quả tên lửa Yakon của Việt Nam trị giá 300 triệu đô la Mỹ được bàn giao từ năm 2011. Theo đó, tên lửa phòng thủ bờ biển K-300 Bassam P không chỉ là vũ khí hiện đại bậc nhất của Nga mà nó còn là tên lửa phòng thủ bờ biển hiện đại hàng đầu thế giới suốt một thập kỷ này. Tại sao K-300 Bassam P lại ngồi vững ở vị trí này lâu đến như vậy? Các bạn thân mến, được biết, K-300 Bassam P được biết tới là tổ hợp tên lửa đất đối hải, được thiết kế với mục đích tiêu diệt tàu nổi và mục tiêu ven biển có tổ chức lửa trong điều kiện kháng cự radio điện tử và tổ chức khai hỏa của đối phương. Việc sử dụng Bassam P như một tổ hợp tên lửa chiến thuật đối đất lần đầu tiên được KTRV công bố. Bassam P, ký hiệu của Nga K-300P, ký hiệu của NATO là SSC-5. K-300P là một hệ thống bao gồm 4 xe phóng K-340P, mỗi xe mang 2 ống phóng TPS chứa đạn tên lửa, 1-2 xe điều khiển K-380P MBU, trọng tải 25 tấn trên khung xe MZKT-65273, có thể chuẩn bị chiến đấu chỉ trong vòng từ 3-4 phút. 4 xe chở đạn K-342P TZM trên khung xe MZKT-7930 được trang bị cần cầu có trọng tải 5,9 tấn dùng để tiếp đạn cho xe K-340P, các thiết bị hỗ trợ kỹ thuật và huấn luyện chiến đấu. Ống phóng có chiều dài 8,1m và có đường kính 71cm, trọng lượng là 3.900kg. K-300P được trang bị tên lửa siêu thanh chống hạm P-800 Onyx. Đặc biệt, K-300P có khả năng tiêu diệt mục tiêu cách xa 300km, tiêu diệt chỉ bởi một lần khai hỏa các chiến hạm, các tàu tên lửa, tàu tuần tra và cả tàu sân bay cũng như các tàu cao tốc có tốc độ cao. Chính vì thế, K-300 Bassam P được mệnh danh là lá chắn thép cho bờ biển Việt Nam bởi với khả năng đối đất có độ chính xác rất cao. K-300P Bassam P có thể sử dụng để tấn công hủy diệt các mục tiêu chiến lược giá trị cao trên đất liền. Về lực lượng tên lửa chống hạm, Việt Nam hiện đang được trang bị loại tên lửa K-300 Bassam P, loại tên lửa chống hạm chứ danh từng được Nga xuất khẩu trong quá khứ. Loại tên lửa chống hạm này có tầm hoạt động tối đa tới 350 km với mục tiêu trên biển hoặc 450 km với mục tiêu trên đất liền. Tốc độ tối đa Mach 2,5 và mang theo đầu đạn nặng 250 kg, đủ sức đánh chìm mọi loại hộ vệ hạm chỉ bằng một phát bắn trúng đích duy nhất. Cuối cùng, có vai trò và vị trí không thua kém tàu hộ vệ Gepard 3.9, tàu ngầm lớp Kilo hay tên lửa chống hạm K-300 Bassam P là một chiến thần của không quân Việt Nam. Vũ khí được xem là xương sống của lực lượng không quân Việt Nam giúp tuần tra và bảo vệ Biển Đông, máy bay chiến đấu Su-30 MK2. Tính đến năm 2020, không quân Việt Nam đang sở hữu 35 chiếc chiến đấu cơ Su-30 MK2. Chúng ta cũng là nước có số lượng Su-30 MK2 lớn nhất thế giới. Được biết, năm 2013, Nga đã ký hợp đồng bán cho Việt Nam 12 chiếc Su-30 MK2 đầu tiên với giá trị nghe phong phanh là 600 triệu đô la Mỹ. Và 4 chiếc máy bay đầu tiên đã được bàn giao cho không quân Việt Nam trong tháng 5 và tháng 10 năm 2014. Kể từ đó đến nay, Su-30 MK2 với sức mạnh vượt trội của mình đã trở thành hổ mang chúa của không quân Việt Nam. Su-30 MK2 là tiêm kích hạng nặng đa năng tầm xa, được trang bị hàng loạt các trang thiết bị điện tử cùng với vũ khí tối tân, có thể thực hiện được đa nhiệm vụ từ tấn công, phòng thủ, hộ tống, tuần tiễu hay trinh sát. Không chỉ có vậy, máy bay Su-30 MK2 được trang bị động cơ vô cùng mạnh mẽ, phụt nhiên liệu theo công nghệ phụt vector để tăng cả năng cơ động. Tốc độ bay của Su-30 MK2 là siêu thanh, có thể đạt gấp gần 2 lần vận tốc âm thanh, tức là trên 2.000 km/h. Lượng nhiên liệu đủ lớn để chúng có thể hoạt động với phạm vi 3.000 km mà không cần tiếp nhiên liệu. Còn khi được tiếp nhiên liệu trên không thì phạm vi hoạt động của Su-30 MK2 lên tới 8.000 km. Ngoài ra, Su-30 MK2 còn nổi tiếng trong giới khi được lắp đặt hệ thống radar quét mảng pha chủ động hiện đại, cùng lúc bám bắt hàng chục mục tiêu cả trên không lẫn trên biển. Bên cạnh đó, nó cũng được trang bị hàng loạt hệ thống vũ khí siêu khủng như các tên lửa không đối không, tên lửa không đối đất và không đối hải, thậm chí cả bom thông minh. Với khả năng tấn công và hủy diệt mục tiêu trên biển như vậy, không quá ngạc nhiên khi chiếc máy bay chiến đấu này được quân đội nước ta xem là xương sống của lực lượng không quân Việt Nam
giúp tuần tra và bảo vệ Biển Đông. Trên đây là những loại vũ khí mạnh nhất mà Việt Nam chúng ta đang sở hữu. Ngoài ra, chúng ta đã đầu tư mua mới và cải tiến rất nhiều vũ khí mạnh khác. Song, khi nhắc đến vũ khí mạnh nhất của quân đội nhân dân Việt Nam, chúng ta không thể không nhắc đến tinh thần đoàn kết và lòng yêu nước sâu sắc của người Việt Nam. Trải qua hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam đã luôn luôn phải chống trả và chiến thắng rất nhiều kẻ thù có tiềm lực kinh tế, quân sự mạnh hơn mình gấp nhiều lần. Ông cha ta là tấm gương đi đầu về tinh thần đoàn kết để chiến đấu, đoàn kết để xây dựng, bảo vệ đất nước, không chỉ trở thành truyền thống quý báu của dân tộc ta, mà nó còn trở thành thứ vũ khí sắc bén để tiêu diệt mọi kẻ thù. Video của chúng tôi tới đây là kết thúc rồi. Các bạn khán giả có đánh giá như thế nào về sức mạnh quân sự của Việt Nam ở thời điểm hiện tại? Hãy cùng bày tỏ quan điểm của mình ở dưới phần bình luận nhé. Đừng quên đăng ký và bật chuông thông báo cho kênh để đón xem những video mới nhất của kênh Khoa học Quân sự. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!